Hai ông không có thuận với nhau, dành phải chia ra những cái việc mua bán trâu bò này đó là hàng ai nấy bán, ai nấy làm. Đó. Tao báo cho mày biết trước là 12 giờ tao sẽ lợi nhà mày. Đúng 12 giờ. Như vậy thì ông này ông lại ông gõ cửa. Ông lại ông gõ cửa, ông nói anh Năm ơi, mở cửa ra hai anh em mình nhậu chơi. Tết nhất mà ngủ gì. Như vậy thì ông kia ông nghe ông tưởng ông này ông là bỏ qua cái công việc hồi chiều rồi. Thì quý vị mình thấy rõ đó ha. Ông này ông vừa hé cái cửa ra đó là cái cửa lá sách vừa hé ra cái đầu ông vừa lú cái đầu ra ông này ông chụp ngang đó là cái cây mà đập cái hay đập đầu bò đó là bằng cái cây cột gỗ lim đấy ha. Là ông kê vô là ông quết cái đầu của ông này như vậy là năm sáu nhát như vậy đó quý vị. Ông quánh là ông kia gục ở tại cửa luôn y như cái con trâu mà bị gài ép vô cái cây cánh cửa gì đó. Ông là hành cái nghề đó là xác giết là bằng cách là ông mở một cái công ty để mà giết bò và trâu quý vị. Thì ở một cái chợ đó ngày xưa thì không phải là cái chợ như bây giờ mà nó thành thị nó đông đúc, nhưng mà ổng cũng mở một cái lò mổ xác giết. Ngày xưa đó là xác giết bò đó là trâu rồi đó, nó không có phải là như bây giờ mà chích điện rồi cái gì. Thì ông dùng một cái cặp tre đó, rồi ông mới làm những cái cây mà khi mà con trâu mà ông niệt vô trong cái đường cho lùa con trâu vô nó không ép cái mình nó lợi thì trước ở trước đầu của con trâu đó thì thường thường đó là ông mới là niệt cái dây đổi nó vô trong cái cây ngang của cái cây tre đó rồi cái ông mới xịt cái dây xích lại để mà ông dùng cây để ông đập cái đầu nó ông làm đó quý vị. Thì đây là một cái nhân quả này rất là nặng nề, sau này nó sẽ trả cho ông thấy được. Mà chúng ta thấy rõ ràng luật nhân quả này không có chạy đâu cho sức hết quý vị. Thì qua ngày này tháng nọ ông vẫn là làm phải là những cái hành cái nghề đó để mà mổ xác giết rồi chia ra tất cả những cái chợ nhỏ rồi hoặc là những cái chợ mà ông là cũng như là thuộc về đầu mối rồi ông làm một đêm về một hai con như vậy để ông phân phối nào là bò nào là trâu ngé những con trâu mà khi về đó rồi ha là quý vị thấy đó là khi mà nó gần đưa vô đó trong cái lò mổ đó, thì nó đứng ra mình nhìn thấy nó ha nó khóc có nghĩa là nó gống rồi nó la đó ha mình thấy nó đau khổ lắm quý vị. Thì tất cả bà con mình thấy đó cái sự xác giết của mình là mình ỷ mạnh hiếp yếu và mình dùng những cái thế lực để mình mà ràng buộc nó vô để mình đập đầu nó mà ngày xưa là xác giết bằng cách đập đầu không à chứ không phải như bây giờ đó. Rồi trong một cái thời gian ông hành nghề đó mỗi một năm bà con mình tính đi ví dụ như bây giờ mỗi năm vậy đó một ngày một con mà luôn tới cả cộng chung là heo bò đó, ông làm như vậy đó là mỗi một năm như vậy đó mình tính 365 ngày thì thấy ra cái xác giết cái những cái sanh mạng những cái linh hồn này nó rất là nhiều nữa quý vị. Thì ông tạo ra những cái nghiệp đó đó là cho một cái thời gian đó vào cái thời gian mà ông lúc mà ông còn là thiếu niên rồi noi theo ông già cho đến khi mà ông hành nghề được đó là ngon lành đó có nghĩa là ông thành thạo rồi đó là cũng mấy chục năm đó quý vị. Thì bà con mình thấy nhân lên từ một năm này tới năm khác đó khoảng mấy chục năm như vậy thì cái sanh mạng của tất cả những cái loài vật này là biết bao nhiêu nó đâu phải đơn giản đâu mà hiện tại bây giờ đó bà con mình thấy rõ đó giết sanh mạng đó mà cái loại trâu bò này đó chính là Đức Thầy cũng cho biết đó những cái loại là ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò nhưng mà ở đây đó ổng gây tạo rất là nhiều bởi vì cái loài vật này đó nó có những cái điều kiện là nó làm những cái việc lợi lộc cho mình cày bừa để giúp cho dân chúng. Thì cái nghề của ông này đó quý vị thấy những cái việc làm của ổng rất là dã man nha. Ổng cầm một cái cây mà gọi là cây gỗ xưa đó là ổng niệt cái đầu nó vô là hai cái sừng của nó là nó kẹt ở trong cái kẹt của cây tre đó thì nó ghì cái đầu xuống là bắt đầu ổng mới đập đầu.
ổng đập đầu mà con trâu nó gống chừng nào mà kể như là nó quỵ xuống rồi là không thể nào mà nó gống nữa được, thì lúc đó là nó dãy rồi, đó là chết rồi, ông mới đem ra để ông mổ ông làm thịt. Thì những cái việc làm của ổng như vậy đó, khi ra thịt rồi đó ha, là ổng làm rất là hay. Là da thì ổng dồn đó để ổng bán cho những cái người ta làm trống đó quý vị, làm những cái trống mà múa lân ngày xưa đó. Còn á thịt thà thì ổng ra ổng đem ra chợ đầu mối để ổng mà phân phối cho bà con. Mà cái nghề của ổng á, ông này ổng lạ có một điều là khi ổng trước khi ổng làm á thì ổng phải nhậu, ổng phải uống vô một xị rượu rồi ổng mới có đập đầu trâu được. Thì qua một cái giai đoạn đó, có một cái ông đó là anh em bạn của ổng, ông anh em bạn của ổng là cũng cùng chung làm cái nghề của ổng, mà thường thường đó, đi dùng trên để mà mua bò mua trâu về rồi nuôi nâng lên để mà cho nó mập béo rồi bắt đầu mới làm thịt bán nó mới có lời đó. Thì hai ông này đó mới kết bạn với nhau, lúc đó là hai ông kết bạn với nhau đi dùng trên, ngày xưa là nói đi dùng trên để mua bò mua trâu đó quý vị, để mà về đã làm thịt bán nó lấy lời. Thì nào là trâu ngé rồi trâu tơ rồi nào là bò này kia vân vân ha, rồi luôn tới cả là những cái con vật nào mà người ta đem lại thì mua, thì hoàn toàn ông vẫn mua và đến đó để mà giá cả xong rồi trở về để làm. Như vậy thì năm này tới năm kia có thể là ông là dùng những cái phương tiện để mà ông xác giết rất là nhiều nha, mà càng ngày gia đình càng khá, con ông nuôi đó là ăn học đầy đủ, mà luôn tới cả là những cái việc làm của ông đó ông không có kể gì cái việc mà xác giết hết. Thì xin thưa toàn thể anh chị em, trong cái mẫu chuyện này nó có sự thật là sau này cái quả nó sẽ trả cho ổng cách là rất là đau đớn nha quý vị. Ngày xưa đó ổng có cái cây, gọi là cái cây mà gỗ mà để làm bằng cái cây cây lim đó, cái cây đó là rất là chắc mà nó như cam xe mình vậy đó. Mà ông cầm ông làm với cái dùi trống vậy đó mà ông đập đầu trâu đó là cả như là không phản luôn, trâu tơ trâu lỡ lỡ vậy nó ha, vô ông đập chừng vài cái là cả như là quỵ xuống là chết đó quý vị. Thì cái cảnh là đau xót nhất là khi mà ông đập con trâu mà nó quỵ xuống rồi đó ha, là nó gống vài tiếng đó, rồi nó mới quỵ xuống nó chết. Thì vào một cái giai đoạn mà lần lần đó quý vị, ổng làm năm này tới năm kia, mà vào cái thời gian mà khi ổng hành nghề đó là năm 20 tuổi, cho đến khi mà ông già của ổng qua đời rồi là ổng nối theo cái nghề của ông già đó cho đến khi mà ổng lập gia đình, rồi tới khi mà ổng tạo dựng gia đình lên rồi ổng mới mở ra một cái lò mổ đó. Mở ra cái lò mổ rồi thì lúc đó đó nha, ổng mua trâu mua heo mua bò rồi ổng dồn về đó để mà xác giết, mà hạng nhất là đa số đó. Bây giờ mình nghĩ thử ở trong một cái thời gian 1 năm là ổng xác giết bao nhiêu cái linh hồn rồi, thì ở trong tất cả những cái linh hồn này nó sẽ đeo ổng và sẽ cuối cùng là ổng phải trả cái nghiệp. Thì vào một cái thời gian mà từ 20 tuổi ổng kéo dài cho đến khi 40 mấy tuổi, qua tới cái năm đó là ổng là gần 50 tuổi, thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái nhân quả mà ổng sẽ trả. Bởi vì thường thường ổng cầm cây mà ổng đập đầu trâu mà, đầu bò mà đâu có vừa đâu. Thì ổng nuôi cái ông bạn của ổng nè, đem về đó ổng thấy ông bạn này ngày xưa đó cũng lang thang, đem về đó ông này ổng giỏi lắm, đem về để nuôi là trong gia đình, rồi thường đi bắt bò bắt trâu á, thì xuống phà đi với ổng đó. Thì bà con mình thấy rõ là khi mình đi ha, bà ổng đi á thì ổng đi 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 cùng ông bạn, mà ông bạn này á nói cái gì cũng nghe hết, có nghĩa là về đó thì khi mà ổng mổ xẻ ra hoặc là ổng làm những việc gì thì sai khiến ông này là nào là đi nấu nước hoặc là đi là lột da gì đó thì cái gì ông cũng nghe hết. Thì một ngày nọ bà con mình thấy rõ ràng chứng minh thấy rõ là đây là một cái điều kiện vào cái thời gian mà lúc đó đó, vào cái năm là 50 mấy tuổi rồi đó quý vị, thì lúc đó ông hơi yếu rồi, ông mới giao lại cho là con là cái người mà
bạn của ổng để mà trở lại để là thành cái nghề đó là đập đầu heo đầu bò đó quý vị. Thì lúc bấy giờ ông mới để cho ông bạn của ông làm, là dạy cho ông này làm để mà cho biết cái nghề, để sau này đó ổng truyền cái nghề lại cho ông này. Nhưng mà cái nghề xác giết này rất là ghê nha quý vị. Ông này ổng hành nghề đó còn hơn ông kia nữa đó. Thì một ngày nọ đến khi mà ông này ổng là chuyên môn rồi, ổng làm ổng ra thịt rồi, tất cả những cái nghề của ổng ổng mới phân phối cho tất cả bà con ở đây thấy rõ đó, là cho các bạn hàng ở các chỗ để mà trở lại là lấy thịt. Thì hai ông này đó cùng làm chung với nhau. Một ngày nọ thì cái ông làm này nè, thí dụ như bây giờ đó là hai ông đó thường làm rồi là cũng lấy đầu lòng đồ này kia để nhậu chung đó. Một ngày nọ thì hai ông mới có một cái sự là cự cãi với nhau, là trên cái việc nó bất hòa trong cái việc làm ăn với nhau. Cái hai ông mới là có cái ý đồ, có nghĩa là hai ông không có thuận với nhau. Thuận với nhau thì làm ăn nó dễ, nhưng mà bây giờ đó là hai ông là thôi phải xích mích rồi, mới là dành phải chia ra những cái việc mua bán trâu bò này đó, là hàng ai nấy bán ai nấy làm đó. Thì cuối cùng ra đó, đây là một cái nhân quả mà ngày xưa đó bà con mình thấy rõ nha. Ông này nè, khi mà cái người mà làm mướn cho ông đó, ông này ổng mới lang thang ở ngoài chợ đó, thường thường ổng không có về nhà, chiều bữa nào ổng cũng nhậu rồi ổng ngủ ngoài cày trâu á, cái chỗ bán thịt heo rồi đó, thịt trâu rồi đó, ổng ngủ đó. Thì bà con mình thấy rõ đó, khi mà đúng 12 giờ khuya vào cái thời gian ngày 29 Tết, tôi nhớ là ngày 29 Tết, thì ông này, ông bạn của ông này ổng nhậu là say sưa rồi nghe quý vị. Thì thấy mình thấy rõ là trong cái lúc mà ổng đang ngồi nhậu đàng hoàng hết trơn thì hai ông cự cãi rồi bỏ ra về. Thì ông kia ổng nói là tao báo cho mày biết trước là 12 giờ tao sẽ lợi nhà mày, là cái ông chủ đó. Ông chủ ông nói thì mày cứ lợi là lợi, nhưng ông này thì ông nghĩ là cái việc ông này nóng giận lên với xỉn sai rồi không có nói gì thì anh nói sơ rồi thôi, chứ đâu có nghĩ là cái chuyện gì nó xảy ra đó. Thì ông cái lúc Tết mà thường thường nhà người ta ngày xưa cửa lá sách thì không bao giờ có đóng mà gài lại, Tết mà đó. Thì ông bạn của ổng đó đúng 12 giờ, đúng 12 giờ như vậy thì ông này ông lại ông gõ cửa, ông lại ông gõ cửa, ông nói anh Năm ơi mở cửa ra hai anh em mình nhậu chơi, Tết nhất mà ngủ gì. Như vậy thì ông kia ông nghe ông tưởng ông này ông là bỏ qua cái công việc hồi chiều rồi. Thì quý vị mình thấy rõ đó ha, ông này ông vừa hé cái cửa ra đó, là cái cửa lá sách vừa hé ra, cái đầu ông vừa lú cái đầu ra, ông này ông chụp ngang đó là cái cây mà đập cái hay đập đầu bò đó, là bằng cái cây cầu gỗ lim đấy ha, là ông kê vô là ông quết cái đầu của ông này như vậy là 5-6 nhát như vậy đó quý vị. Ông quánh là ông kia gục ở tại cửa luôn, y như cái con trâu mà bị gài ép vô cái cây cánh cửa vậy đó. Thì cái ông mà sát giết mấy chục năm đó thì hôm nay là phải chịu đền mạng bằng cách là ông này ông sát giết, ông sẽ giết ông này lại bằng cách là cái cây gỗ lim đó đó. Bởi vì cái món cái đồ nghề của ổng là ngày xưa là giao lại cho cái ông này và dạy cái nghề cho ông này. Thì đây là cái nhân quả này nó sẽ đi tới mức độ là bà con mình thấy rõ. Khi giết người ta đó, cái linh hồn nó phải đeo đắm mãi mãi cho đến khi mà mình đã là đến cái lúc mà hấp hối, hoặc là đến lúc mà tâm thần mình nó không có còn mạnh dạn nữa, thì lúc đó nghiệp nó sẽ đeo nha quý vị. Thì những cái linh hồn này nó khiến cho cái ông chủ này ông phải lú cái đầu ra cho thằng bạn này đó, nó vừa vô hé ra thì nó đập liên tục luôn 5-6 cái ở trên đầu ổng là chết gục tại chỗ luôn. Đây là một cái việc mà làm đó có sự thật ở trên cái thế gian này, có nghĩa là giết người thì phải đền mạng. Mà cái nghề nghiệp của ông này đó mà phải chi mà là tất cả những cái việc làm á, là ổng mà làm nó ngắn sao, cái thời gian nó rất là dài từ ông cha cho tới ổng đó. Như vậy thì mỗi một ngày ổng cầm ổng đập đầu bò đầu trâu thì sau này khi đến cái lúc rồi đó ổng trả quả đó,
là ông bạn của ổng là đập liên tục là bốn năm cái như vậy trên đầu là gục chết tại chỗ, và làm là kể như là ổng không còn sống nữa, chết chôn luôn đó. Như vậy thì bà con mình thấy rõ đó, cái luật nhân quả thật là cao viển mà, thầy nói rõ rồi, suốt tất cả từ xưa tới nay không ai mà chạy, mà không ai mà chạy sức được cái nhân quả của là cái việc sát giết này đó. Thì bà con mình thấy rõ cái nhân quả từ xưa tới nay, từ cái vật con vật nhỏ tới vật lớn gì cũng vậy. Thì chúng ta nên nhớ là mình phải hòa đồng với tất cả nhân loại để chúng ta sống và hưởng được những cái sự mà an lạc, chứ đừng nên gây tạo và sát giết những cái loài vật để chúng ta sẽ chịu những cái ảnh hưởng quả báo rất là nặng nề, cũng như cái ông chú Năm ngày này đây. Thì chúng ta sẽ thấy đập đầu người ta thì mình sẽ bị đập đầu lại y như cái con trâu mà ông đập đầu giết xác gì đó quý vị đó. Thì cái mẫu chuyện của chúng ta thấy rõ đó, từ đây sắp tới nếu bà con nào chúng ta hành cái nghề mà sát giết, những cái nghề mà cái như là tạo những cái ác nghiệp để mà mình lấy cái đồng tiền, thì cũng mong muốn bà con mình ráng cố gắng trong cái thời kỳ này mình làm giàu thì cũng được chứ không phải không, nhưng mà bà con nên nhớ đi, chết rồi thì cũng nắm tay không không quý vị ơi, mà cái nhân quả này nó sẽ đưa tới cho mình. Thì thôi giờ khuyên tất cả bà con, nếu ai có nghe được cái chuyện nhân quả này với cái sự thật tôi kể qua đây, bà con có nghe được thì chúng ta nên dừng bước lại và ráng cố gắng thương người mến vật, để chúng ta cái cuộc sống ta an nhàn trong cái thời buổi mạt pháp này, để chúng ta hưởng những cái sự thái bình an lạc cho linh hồn của chúng ta sau này quý vị. Thì đây là cái mẫu chuyện sát giết thứ nhất, tôi xin chấm dứt, xin chân thành cảm ơn toàn thể cô bác và anh chị em. Nam mô A Di Đà Phật.